Em nghĩ là anh nên tới phòng anh Hùng. Anh Hùng có tin vui cho anh đó. Cảm ơn. Vào đi. Tôi cũng định điện thoại cho ông nè. Thúy nói ông có tin vui cho tôi. Thúy hả? Sao cô ta biết gì ta? Chứ ông không nói trước với cô ta sao? Vậy chị tôi phải báo trước. Tôi thấy sợ cái cô này rồi đó. Mà tin vui gì vậy? Tôi nghĩ đây không phải là tin vui cho ông. Hằng giờ mới gặp tôi. Cô ấy xin thôi việc. Cái gì? Hằng xin thôi việc hả? Cô ấy thôi việc. Tôi phát điên với cái cô Thúy này. Hả? Ông định làm gì? Làm gì hả? Tôi sẽ tống cổ cô ấy ra khỏi đài. Ông bình tĩnh đã. Dù sao Thúy cũng là phụ nữ. Bất cứ hành động nóng nảy nào của ông á, cô không hay ho gì đâu. Tôi không biết ông có phải là bạn tôi không ông không? Cô ấy coi thường tất cả mọi người. Cô ấy đang cười vào mặt tôi, cười luôn cả vào mặt ông đó. Nhưng mà cô ta đang nắm chúng ta, chứ đâu phải là chúng ta nắm cô ta. Không, cô ấy chỉ nắm được một mình ông thôi. Nguyên, tôi quá ngạc nhiên về ông đó. Bản lĩnh của ông đâu hết rồi? Ông thừa biết một gia đình đổ vỡ là như thế nào mà. Tôi còn khổ hơn ông, là tôi có một đứa con gái. Hai mẹ con nói đều ngưỡng mộ tôi. Thì bây giờ ông vẫn xứng đáng được ngưỡng mộ thôi. Ông nghĩ Thúy sẽ im lặng khi tôi đuổi việc cô ta à? Ông cứ chối đi, ở đây mọi người đều tin ông hết. Nhưng mà cũng có người muốn cái ghế này của tôi. À, ông chỉ lo cho cái ghế của ông thôi, chứ ông đâu có lo cho gia đình của ông. Ông im đi.